Dạ Thắng chào cô chú ha. Đôi bàn tay quen thuộc. Hôm nay con đang đi vườn, có một mình nè, sẵn tiện thấy mấy trái na của Israel. Nó cũng to to rồi, con quay cô chú ta xem. Cái lá mãng cầu này thì nó tương đối nó khác với mấy giống kia. Như đây con có na đình lon nè, mãng cầu đình lon mình. Lá so với cái này nhìn khác liền. Lá này nó nhỏ hơn, nó dày. Nó dài đây ạ, cái trái thực tế nó đó. Quá đã luôn ha cô chú, tế tại cây luôn. Quay lâu một chút lấy này làm hình hình đại diện. Cái này đợt này cũng có xịt dưỡng nha cô chú, dưỡng cho nó dính cái trái lại. Đây bên đây trái nữa, trái này nhỏ hơn. Cái màu này nó chưa có lên, khi mà nó lớn hơn nữa, nó chuẩn bị chín, cái màu nó lên đỏ hơn, quá đẹp luôn. Thì con quay ngắn cô chú biết thôi, nhiều khi mỗi loại giống á nó sẽ có cái tính chất khác nhau. Cô chú nào thích cây độc lạ, trái lạ lạ mình mua về mình trồng. Trái này thì ăn tương đối nó cũng dai, nó ngọt, nó ngon, nhưng mà cái trái nó thì cao lắm khoảng chừng 1 kg tới 1,2 kg thôi, không có quá lớn như loại na sầu riêng, mãng cầu sầu riêng của mình. Đủ đội đủ giống hết. Cô chú nào thích giống này thì liên hệ con ha, con chia sẻ giống này cho mình. Rồi con cảm ơn cô chú nhiều nha. Thắng Chợ Lách Bến Tre, trung tâm cây giống quốc gia.